Chị hẹn tôi ra đây có việc gì thế? Chính cô là người gọi điện cho tôi, nói là muốn giải thích vì tôi hiểu lầm cơ mà. À. Mà chị có nhầm không? Giữa chúng ta còn chuyện gì để giải thích nữa đâu nhỉ? Nếu cô nói như vậy, có lẽ tôi không cần thiết phải ngồi đây nữa. Vì tôi không muốn mất thời gian với loại người như cô. À, tôi quên phải cảm ơn chị chứ. Chị mang trả lại quần cho tôi mà. Đấy là cái quần mà chồng chị thích nhất đấy. Cô đủ mất dạy. Tôi tưởng chị giả vờ ngốc, nhưng mà ai ngờ ngốc thật đấy. Lần sau chồng chị đi công tác, chị phải chuẩn bị cho đầy đủ vào nhá. Từ áo sơ mi này cho đến đồ lót này. Mấy ngày cuối tuần phòng dịch vụ không kịp giặt đồ, anh ấy khó chịu lắm đấy. Trần đời, tôi chưa bao giờ gặp loại người đàn bà nào vô liêm sỉ như cô. Cô giỏi, cô đi ra giữa đường, cô khoe với thiên hạ xem là cô đang đi cướp chồng đấy, xem họ nói gì. Chứ không phải là ngồi đây dạy tôi cách làm vợ như thế nào. Cô không đủ tư cách. Chị ở nhà thì gặp được mấy loại đàn bà mà phát ngôn tự tin thế. Mà có khi em với chị phải chia ngày ra ấy chứ nhỉ? Chứ một mình em... cũng không đủ sức đâu. Anh ấy cứ chạy theo em như ma đói ấy. Khổ thật. Quên! Sao chị lại làm thế? Chà, em có làm sao không? Anh Thái có ở công ty không? Dạ có. Cậu về nói với anh Thái, tôi sẽ qua ngay công ty bây giờ. Vâng ạ. Anh Hùng, đối đầu với tôi à? Đừng có mơ. Chị đúng là tính toán như thần. Cô ta mà cũng bị đặt ghi âm. Nhưng mà tất nhiên đã bị em xoay chuyển trong vòng một nốt nhạc. Em á, chắc bây giờ em về nhà thôi. Người con gái bị tổn thương tất nhiên phải về nhà nằm bẹp chứ. Kiểu gì chiều nay anh ta chả qua đây, em lại phải diễn một bài khóc lóc. Mệt quá chị ạ. Để em nhắn tin xin lão ta nghỉ cái đã nhá. Dù bị tổn thương nhưng mà vẫn phải đầy lòng tự trọng và chuyên nghiệp chứ. Thế chị nhá. Cậu nhìn thấy Khuê hất nước vào mặt trà à? Dạ vâng. Em nhìn thấy chị cầm nguyên cả một cốc nước hất toẹt vào mặt con bé. Thế mà chị bảo muốn nói chuyện với anh ấy, không hiểu sao. Cô đang ở đâu? Sao cô bảo cô muốn nói chuyện với tôi? Tôi không còn gì để nói nữa. Đồ thần kinh! Cô còn muốn bôi cho chát chấu vào mặt tôi đến thế nào nữa hả? À, bây giờ cô lại đến quán cà phê gần công ty chồng để đánh ghen nữa đấy.
Cô ta đã tâu bẩm gì với anh? Khóc lóc à? Anh đã tin cô ta rồi. Anh gọi cho tôi làm gì nữa? Tôi nói cho cô biết nhá, sức chịu đựng của tôi có giới hạn thôi. Cô hết thuê côn đồ rồi bây giờ lại hắt nước vào mặt người ta. Ly hôn đi! Tôi không thể nào chịu đựng được một người vợ vừa vô dụng vừa điên loạn như cô nữa rồi. Sao em đi gặp cô ta mà không nói với anh một câu? Chị ý hẹn em, làm sao mà em dám từ chối? Hôm nay chị hắt cốc nước, chứ có tạt cốc axit thì em cũng phải chịu. Em là kẻ thứ ba cơ mà, cũng đáng đời em. Ai bảo em đi lén lút với chồng nhà người ta, để người ta phải gọi giang hồ đến cảnh cáo tận mặt. Đừng khóc nữa. Anh hứa sẽ không để cho em bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Còn cô ta, anh sẽ xử lý. Thôi, anh đừng có làm cho mọi chuyện căng thẳng thêm nữa. Ở thế một người vợ, chị ý làm như vậy là phải rồi. Em là người đi phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Em chẳng có gì để biện minh cho mình cả. Làm quái gì còn hạnh phúc mà phá? Con này quá nguy hiểm. Nó biết mày ghi âm nên tìm cách xóa. Không phải dạng tầm thường đâu. Anh ta vì nó mà bảo tao viết đơn đấy. Bảo tao vô dụng, điên loạn. Thế mày nói sao? Để cho ông ấy nói mình như thế được à? Đằng nào cũng mang tính điên loạn rồi. Tao điên luôn một tệ, cho con hổ ly đến bước chân. Mày tưởng tao không biết tính mày à? Để đi chợ còn chả dám mặc cả nữa là. Thế thì tao theo dõi, bắt tại trận luôn, để xem chối được nào nữa. Cái con điên này. Hỏi mày nhá, thì cái quần lót trong ba ly ông ấy thì không phải quả tang thì là quả chuối à? Mà kể cả bây giờ mày có bắt được hai đứa nó trên giường thì mày định làm gì? Mày có dám bỏ chồng không? Có dám đến ghen tạt axit không? Tao cũng uất lắm, ngồi đây cũng chả giải quyết được cái gì đâu. Hay đi uống rượu đi. Thôi, mày biết tao một giọt rượu là đốt cả vũ trụ rồi. Thì chính là tao muốn mày như thế đấy. Không thể để chúng nó đè đầu cưỡi cổ mình mãi được. Tao đi về đây. Còn mày đón con, mày nấu cơm nữa. Tao biết là tao hèn rồi.